các cậu ơi, hôm nay cô giáo có ra đề bài kể về ước mơ của mình. Các cậu đã có ước mơ của mình chưa? Còn tớ, tớ nghĩ ra rồi, tớ sẽ ước mơ làm cô giáo để dạy các bạn học sinh. Còn Phong, cậu ước mơ làm nghề gì? Tớ ước mơ làm cầu thủ bóng đá vì tớ tốt được nhanh nhất lớp mà. Thằng Trường, cậu thích làm nghề gì? Đương nhiên tớ sẽ làm cầu thủ bóng rổ rồi vì tớ vừa cao vừa khỏe nhất lớp nha. Làm cầu thủ bóng rổ tớ chỉ có nổi tiếng mà thôi. Còn tớ thích làm đầu bếp tại vì tớ thích nấu ăn. Còn Linh, cậu thích làm nghề gì? Tớ thích làm người mẫu. Ôi trời ơi, bé nhớ người mà làm người mẫu á. Mẹ ơi, sao đẹp muốn trở thành một cô người mẫu? Chắc chắn rồi, Linh của mẹ sau này nhá sẽ trở thành một cô người mẫu rất là xinh đẹp. Nhưng mà mẹ ơi, ở trong lớp con các bạn cao, các bạn toàn chê con lùn thôi. Không sao, chắc chắn mẹ sẽ tặng con một điều kỳ diệu giúp con cao lớn như các bạn. Thật à mẹ? Thật đấy. Đi. Giờ về nhá. Có chuyện gì bọn tớ sẽ giúp. Mẹ tớ bảo là sẽ cho tớ một điều kỳ diệu. Nhưng mà một tháng trời rồi tớ vẫn chỉ cao được có 1cm. À tháng bao giờ tớ ăn được 3cm đấy. Các cậu ăn gì mà cao thế? Tớ được mẹ cho ăn cá. Còn tớ được bố mẹ tớ cho ăn tôm đấy. Còn tớ, mẹ tớ cho tớ uống 2 ly sữa mỗi ngày liền. Tớ uống sữa đấy. À tớ biết rồi. Hôm nay mẹ nấu lại canh cà chua, con thử xem sao nhá. Mẹ ơi con. À, mẹ có một món quà muốn tặng Linh. Linh có bất ngờ không? Cà gì vậy mẹ? Đây chính là món quà kỳ diệu mà mẹ đã hứa tặng Linh đây này. Mẹ xin lỗi nhá, mẹ đã phải mất rất là nhiều thời gian để tìm hiểu cũng như là nghiên cứu một loại sữa phù hợp với con. Và mẹ nghe nói là bác Lan hàng xóm ấy cũng cho anh Linh uống rồi, nên là mẹ mua thử cho con xem uống xem sao nhá. Con cảm ơn mẹ. Ừ. Mà mẹ ơi, con xin lỗi về hôm trước không con? Không sao. Mà vừa nãy con định kể với mẹ nhở? Con định kể với mẹ là ở lớp con ấy, các bạn ngồi ăn cá, ăn rau, ăn tôm thì các bạn vào uống sữa. Con định bảo mẹ mua cho con nhưng mà mẹ lại mua rồi. Có vui không? Vui ạ. Thì bây giờ thì mẹ cùng Sika Sua sẽ đồng hành với con để con thực hiện ước mơ là người mẫu nhá. Vâng. Thank you.
Jessica Sokansi tự tin vững bước tương lai,